chưa ghi nhận người Việt bị ảnh hưởng trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam chưa ghi nhận người Việt ảnh hưởng trong trận động đất 7,8 độ xảy ra ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp Syria vào ngày 6 tháng 2. Trong ngày 6 tháng 2, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và bà con cộng đồng người Việt, tìm hiểu thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam là nạn nhân. Cho đến cuối ngày 6 tháng 2, chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đến nay, thì số nạn nhân trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 1.500 người, trong đó có khoảng 6.000 người bị thương trong vụ việc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng trận động đất là thảm họa lớn nhất đất nước kể từ năm 1939, đồng thời cho biết thêm 2.818 tòa nhà đã bị sập, theo Reuters. Đêm nay đã có hơn 45 quốc gia đề nghị hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu, EMSC, dữ liệu sơ bộ cho thấy sau trận động đất đầu tiên xảy ra, trận động đất thứ hai mạnh 7,7 độ và cách Karamanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ 67 km về phía đông bắc ở độ sâu 2 km. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cường độ 7,6 và ở độ sâu lớn hơn. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận cường độ của trận động đất thứ hai là 7,5 với độ sâu 10 km. Động đất nông gây ra nhiều thiệt hại hơn. Trước đó, ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria đã chứng kiến trận động đất mạnh 7,8 độ vào sáng sớm ngày 6 tháng 2. Dư chấn của trận động đất đã ảnh hưởng tới toàn khu vực. Người dân tại Lebanon, Síp, Hy Lạp hay Israel cũng có thể cảm nhận được. Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ thảm họa động đất lịch sử tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, cho đến nay đã có 45 quốc gia, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ đề nghị viện trợ và hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ của thảm họa động đất 7,8 độ tại miền trung nước này và khu vực Tây Bắc Syria. Dưới đây là một số quốc gia, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ đã gửi lực lượng cứu hộ và đề xuất hỗ trợ tới khu vực thảm họa. Đức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết, Trung tâm Bảo hộ Công dân Liên bang Đức có thể cung cấp cho các trạm trú ẩn khẩn cấp và các đơn vị xử lý nước. Đồng thời, cơ quan này đã phối hợp với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị hàng cứu trợ với máy phát điện, lều và chăn khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Người đứng đầu WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, mạng lưới các đội y tế khẩn cấp của WHO đã được kích hoạt để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho những người bị thương và dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng của các trận động đất. Trận động đất đã làm mất điện và kết nối Internet ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm sự trợ giúp của người dân, theo giám sát Internet toàn cầu NetBlocks. Italia. Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết, lực lượng bảo vệ dân sự của nước này đang sẵn sàng đóng góp, hỗ trợ và cử các đội sơ cứu tới. Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ thông báo, hai đội từ lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ bao gồm 100 nhân viên cùng đội chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt và thiết bị đã sẵn sàng bay đến khu vực thảm họa để thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Các đội y tế đã sẵn sàng và đồ cứu trợ đã được gửi tới để phối hợp với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân của trận động đất. Cộng hòa Séc. Cơ quan cứu hỏa của Cộng hòa Séc cho biết nước này đang gửi một đội tìm kiếm và cứu hộ chuyên trách gồm 68 người tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức của lực lượng cứu hỏa cho biết đội tìm kiếm và cứu nạn đô thị chuyên tìm kiếm các nạn nhân của trận động đất được trang bị đầy đủ và được huấn luyện cho các hoạt động bao gồm tìm kiếm và kéo người ra khỏi đống đổ nát. Các đội bao gồm các đơn vị chó tìm kiếm, cứu hộ và nhân viên y tế. Nhóm bao gồm các chuyên gia từ hai đội riêng biệt. Một đội sẽ bay từ Ostrava vào chiều thứ hai và đội thứ hai sẽ bay từ Praha vào đầu giờ tối. Hà Lan. Hà Lan sẽ chuyển 15 tấn thiết bị tìm kiếm và cứu nạn tới Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ hai. Dự kiến vào cuối buổi chiều, một chiếc máy bay chở hàng với 15 tấn thiết bị cứu hộ hạng nặng và các vật tư khác sẽ khởi hành từ Eindhoven đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị Hà Lan cho biết trên trang web. Thời gian khởi hành của 65 nhân viên cứu hộ và 8 chó nghiệp vụ vẫn chưa được xác định, tổ chức này cho biết. Ngoại trưởng Hà Lan Grobs Hochschild trước đó cho biết đội tìm kiếm và cứu hộ sẽ bao gồm cảnh sát và nhân viên quân sự, nhân viên sơ cứu và lính cứu hỏa. Ba Lan. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan Mariusz Kamiński thông báo Ba Lan sẽ gửi nhóm cứu hộ EUSAA bao gồm 76 lính cứu hỏa và 8 chó nghiệp vụ. Liên minh châu Âu EU.
Ủy viên châu Âu về quản lý khủng hoảng Janet Leraszczyk cho biết, Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp 24/7 của EU đã liên lạc với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và đã kích hoạt dịch vụ lập bản đồ vệ tinh Comet khẩn cấp để giúp tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ động đất. Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp phù hợp với nhu cầu của các nạn nhân trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đại diện của cơ quan này cũng nói thêm rằng Trung Quốc bày tỏ sự cảm thông và lo ngại về những tổn thất về người và thiệt hại về tài sản ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do trận động đất gây ra. Trung Quốc đang liên lạc với các cơ quan chính phủ có liên quan ở hai nước. Đài Loan, Trung Quốc. Sở Cứu hỏa Đài Loan, Trung Quốc cho biết một đội gồm 40 nhân viên cứu hộ cùng với 3 chó nghiệp vụ cùng 4-5 tấn hàng viện trợ sẽ lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai. Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng gửi hỗ trợ. Vào thời điểm này, chúng tôi luôn ở bên người dân Thổ Nhĩ Kỳ thân thiện, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết. Nga, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết hai máy bay IL-76 cùng 100 nhân viên cứu hộ đã sẵn sàng bay tới Thổ Nhĩ Kỳ nếu được yêu cầu. Tổng thống Vladimir Putin đã gửi thông điệp tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nơi quân đội Nga đang hỗ trợ quân đội Syria, bày tỏ lời chia buồn tới Tổng thống của cả hai nước và đề nghị hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Hy Lạp. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã gửi lời chia buồn và ủng hộ tới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết Hy Lạp đang huy động nguồn lực và sẽ hỗ trợ ngay lập tức. Tây Ban Nha. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo các đội cứu hộ đô thị Tây Ban Nha đang chuẩn bị tới Thổ Nhĩ Kỳ và các quan chức của Bộ Quốc phòng và các bộ khác đang phối hợp để gửi các đội cứu hộ ngay lập tức tới Thổ Nhĩ Kỳ. Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết tất cả các cơ quan chức năng đã chỉ đạo chuẩn bị ngay lập tức để cung cấp hỗ trợ y tế và tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của thảm họa động đất. Vòng chưa đầy 12 giờ sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra sáng sớm ngày 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chiều cùng ngày, nước này lại tiếp tục hứng chịu một trận động đất thứ hai 7,6 độ Richter vào lúc 13 giờ 24 phút theo giờ địa phương, khiến tổng số thương vong tăng chóng mặt. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra gần thị trấn Ekinoju thuộc tỉnh Karamanmaras, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, lúc 13 giờ 24 phút hôm nay, tức 17 giờ 24 phút theo giờ Hà Nội. Trong khi Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải ở châu Âu nhận định trận động đất thứ hai trong ngày này có độ mạnh lên đến 7,7 độ Richter. Theo đó, trận động đất thứ hai xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, cách Karamanmaras 67 km về phía bắc đông bắc, ở độ sâu 7 km. Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, trận địa chấn này mạnh 7,6 độ Richter và thủ đô Damascus của Syria cũng ghi nhận chấn động. Giới chức Syria tuyên bố đình chỉ hoạt động nhà máy lọc dầu Baniyas lớn hàng đầu quốc gia trong vòng 48 giờ sau động đất. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2 theo giờ Việt Nam, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã ghi nhận hơn 1.238 người thiệt mạng và gần 6.400 người bị thương. Con số thương vong dự kiến tiếp tục tăng khi hàng trăm nạn nhân hiện được cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng ít nhất 912 người được ghi nhận thiệt mạng và 5.383 người khác bị thương. Ông mô tả đây là thảm họa lớn nhất của đất nước này kể từ năm 1939 với trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 30.000 người. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho rằng có khả năng cao số người chết dao động từ 1.000 đến 10.000 người và cho biết thiệt hại kinh tế có thể lên tới 10 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2% GDP Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Syria hiện đã có ít nhất 326 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương, trong khi các đội cứu hộ đang gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm người sống sót do những trận mưa và tuyết rơi.